Chương 4. Vài vị đắc đạo trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông Trần Văn Nhu, 1847-1914. Thân thế: ông Trần Văn Nhu là con trưởng nam của Đức Cố Quản Trần Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thạnh, sanh tại làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc, năm Đinh Mùi 1847, cuộc đời vua Thiệu Trị năm thứ 7 và vào khoảng vua Tự Đức mới lên ngôi. Bởi ông thứ hai cho nên hồi còn thanh niên người ta kêu là cậu hai, và khi có tuổi thì gọi là ông hai. Ông hai hơi nhỏ người, hình dốc ốm yếu, nước da trắng, trán cao, tóc hơi giận sóng. Cạnh hầm bên hữu có một nút ruồi, lúc trở về già thì râu thưa, bạc qua râm, nhưng răng còn chắc. Ông cưới vợ tại Thị Đam, làng Bình Thành Đông, Châu Đốc, tên là gì? Dò hỏi chưa thấy ai biết. Ông bà sanh được hai người con, một trai một gái. Trai trưởng tên là Trần Quang Nhân, tục gọi là cậu hai cả, và người gái tên là Trần Thị Sinh. Bản sinh trong một nhà danh gia vọng tộc, ông hai được học hành rất giỏi về chữ nho. Khi Đức Cố Quản cầm binh chống Pháp, ông hai có tập luyện nhiều về võ nghệ và theo cha đánh giặc. Tạo Bửu Hương Tự. Từ khi Đức Cố Quản bị quân Pháp bao vây và mất tích năm Quý Dậu 1873, tấm thân ông hai thật là truân chuyên vất vả, nào lo phụng dưỡng mẹ già, nào lo tìm đường ẩn tích mai danh. Vì Pháp quân thuở ấy nã tróc ông rất gắt, họ truyền rao ai bắt được thì trọng thưởng chức tước bạc vàng, nên ông phải nay ở nơi này, mai dời chỗ nọ, không lúc nào được yên. Trải một thời gian gần 20 năm như vậy, tình thế mới lần lần êm dịu. Ông hai bèn trở về trại ruộng Bổ Hương Cát, tiếp tục thi hành sứ mạng đạo đức mà Đức Phật Thầy và Đức Cố Quản đã làm ngày xưa. Mùa thu năm Đinh Dậu 1897, một hôm, ông hai đang ngồi trên võng, thình lình nằm phệt xuống rồi lịm đi như người đi thiếp. Luôn như thế ngót 3 ngày, không ăn uống nói năng chi hết. Khi tỉnh dậy, hào quang chiếu sáng tỏa khắp trên mái nhà. Nhiều người xúm lại mừng rỡ và hỏi han. Ông hai bảo: Phật dắt hồn tôi đi dạy đạo và cho tôi lập chùa thờ Phật. Thế là sau ngày ấy, ông hai sửa soạn cây cối và qua năm Tân Sửu 1901, ông bắt đầu xây dựng ngôi chùa. Để khỏi phải quyên tiền của bá tánh thập phương, ông hai bán chiếc ghe 6 bổ, tục gọi là ông sầm, của Đức Cố Quản và dàn dòng của bà Cố để tiêu dùng vào việc cất chùa. Chùa này rất rộng, bề dài 20 thước, ngang 18 thước. Khi xong, lấy tên là Bửu Hương Tự. Trong một dịp có đông đủ tín đồ, sau khi chùa dựng xong, ông hai có tiên đoán: tôi cất chùa đây là cất lấy nền, chớ sau này chỉ còn đá gạch mà thôi. Từ đây, ông hai dùng cái ấn Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Cố Quản do Đức Phật Thầy ban cho. Mỗi năm in phái phát ra 1 lần cho các tín đồ và đồng thời phát phù trị bệnh, tế độ quần sinh. Mặt khác, ông tìm cách dưỡng nuôi che chở các chiến sĩ Cần Dương ngày xưa đã tùng chinh theo Đức Cố Quản, để những người ấy được an ổn tu hành và khỏi phải trôi nổi lạc loài nữa. Ông hai lâm nạn. Ngoài một số tín đồ lớn lao rải rác theo các tỉnh miền Tây Nam Việt, ông hai thuở ấy còn có nhiều người con nuôi thân tín ở thường trực tại chùa. Trong số con nuôi ấy, nay chỉ còn biết được có 6 người là Văn Đẩu, Văn Bính, Văn Huyện, Văn Chánh, Văn Quy và Văn Đăng. Những người này chất phác làm ăn, chăm lo tu tỉnh, nên được ông hai tin cậy giao phó cho coi sóc những công việc quan trọng ở trong chùa. Vì vậy mà có tên Nguyễn Văn Phẩm, tục gọi Sáu Phẩm, là cháu của ông hai, cháu ngoại của Đức Cố Quản, con bà Sáu Trần Thị Núi, đem lòng ganh tị, thường nghĩ ngầm mưu này thế nọ để phá hoại công việc của ông hai. Ngày 21 tháng 2
năm Quý Sửu 1913, nhưng có cuộc lễ kỷ niệm ngày chiến đấu anh dũng của đạo binh Gia Nghị, và cũng là ngày Đức Cấu Quảng mất tích. Phẩm bèn lẻn ra Châu Đốc, nhờ Xã Mão và Đội Khôi là những kẻ làm việc cho Pháp thuở ấy, làm giùm đơn, đoạn thẳng vào Tỉnh Đường báo với nhà cầm quyền Pháp rằng ông Hai hiện đang quần tụ tín đồ đông đảo để mưu cuộc khởi nghĩa phục quốc. Nếu kéo quân vào bao vây mà không có, Phẩm cam đoan sẽ chịu tử tội. Thế là trưa hôm ấy, vào giờ ngọ, ông Hai đang hành lễ, bỗng một tốp lính tráng đông dày kéo đến từ bao giờ, dây chặt quanh chùa, trong khi có hàng trăm người tụ họp. Thấy số người đông đảo quả thật là như lời Phẩm báo, bọn lính không cần hỏi tra hư thật, áp vào bắt trói được 56 người, rồi soát chùa chiền tìm kiếm ông Hai và những người đệ tử có tên tuổi khác. Lúc ấy, ông Hai nhờ có Trần Văn Chánh, tục gọi là Hai Chánh, là con nuôi của ông Hai, thừa lúc lộn xộn đông người, lén cõng ra cửa sau thoát được. Trong tốp người bị bắt, có ông Nguyễn Văn Tuất là con trưởng của ông Ba Thới và ông Chủ Khả, người đứng xin phép cất chùa, đều bị giải về Châu Đốc tống giam. Bước bôn đào của ông Hai. Khi ông Hai nhờ có Trần Văn Chánh cõng ra khỏi dòng dây, thầy trò cùng rẽ sậy, lần đường chạy xuống, ẩn vào một góc bãi thưa, cách xa chùa một đổi để lánh nạn và chờ nghe động tịnh. Nơi đây, ông Hai có nhận được một lọn tóc của Sáu Phẩm gửi xuống, tỏ lòng ăn năn, hối tiếc việc làm của mình là bậy, và xin thề với ông Hai, thật tâm Phẩm không có ý muốn hại ông. Nhưng ông Hai gạt đi mà rằng, nó chặt đầu cũng không tin được, đừng nói chi chuyện cắt tóc. Hôm ấy, không người đem cơm nước, ông Hai phải nhịn đói suốt ngày. Ông ôn lại chuyện tan vỡ vừa rồi và chảnh nhớ đến những lời của mẹ mà mũi lòng rơi lệ. Chiều lại, 22 tháng 2, 1913, có ông Nguyễn Văn Trà, vốn là một môn đệ trung thành của ông Hai, sau khi dò biết thầy mình thoát thân được và hiện đang lẩn tránh tại góc bãi thưa giữa đồng, lãng liền mượn trâu của ông Năm Lực đem vào rước ông Hai đi tắt ra cái dầu, rồi kiếm ghe lén chở ông. Nội trong đêm ấy, thẳng xuống Kiến An, Long Xuyên, ngụ nhà Phan Thị Lới, tục gọi cô Tám Lới. Trong chuyến đi này, trâu nhiều lần bị lạc, nhờ có thần hổ đến đi trước dẫn đường nên mới kịp ra đến cái dầu. Trời vẫn còn khuya, không ai hay biết. Ở nhà cô Phan Thị Lới hai ngày thì bị người lẻo mạch. Ông Hai phải dời sang nhà ông Lê Văn Nhượng, rồi đến nhà ông Hương Sư, Nguyễn Văn Ca. Sau nhờ có nhiều người môn đệ trung thành là Phan Văn Cậy, Bíp Lan, Chính Chức, Tư Oai, mưu tính cùng nhau, dọn thuyền đưa ông Hai thẳng lên Nam Giang lánh mặt. Hồi này, Pháp ra lệnh tìm bắt ông Hai rất gắt, nên mặc dù lên tận Nam Giang, ông Hai cũng còn phải cải trang, mặc đồ chệt và mua một chiếc ghe của người khách trú để ở cho khỏi sự nghi ngờ. Ngày rằm tháng 4 năm 1913, liệu ở Nam Giang lâu không tiện, ông Hai lại cùng ông Nguyễn Văn Tịnh trở về Cần Thơ, nương ngụ nơi nhà ông Nguyễn Văn Dị. Ở đây được gần một tháng, lại về nhà Phó Xã Tám trong ngọn Bình Thủy, và sau rốt đến nhà Sáu Ngộ ở Ba Ngọn thuộc quận Trà Bang, tỉnh Rạch Giá. Trên bước bôn đào khổ cực, người ta thấy ông Hai vẫn bình tĩnh như thường. Thỉnh thoảng, ông có nhắc nhở những lời tiên tri của Đức Phật Thầy và ông bà Cố Quảng cho tín đồ nghe, để khuyến khích thêm về sự tu hành đạo đức. Tịch ở Trà Bang. Khoảng mùa hè năm Quý Sửu 1913, ông Hai về nhà Sáu Ngộ ở Trà Bang. Vì thời thế bắt buộc, ông đành phải mai danh ẩn tích luôn ở đây. Lúc ấy, trừ một số tín đồ tâm chi ra, không còn ai biết được gì về tin tức của ông nữa. Đầu xuân năm Giáp Dần 1914, ông Hai kêu ông Nguyễn Văn Tịnh lại gần mà nói rằng: sau này ta chết, không có chết bậy. Thuở xưa, Đức Phật Thầy trước khi tịch có xưng hai chân. Ngài cho kêu ông chủ chùa vào, rồi viết một chữ tử mà hỏi là chữ gì. Ông chủ chùa đáp là chữ tử
Ngài nói luôn, hễ tử thì tán nghe. Thuật xong câu chuyện của Đức Phật Thầy, ông hai nói tiếp. Thầy dân tiên xưa, cho dân tiên 3 điệu phù mà thôi, còn thầy ta cho ta đến 7 điệu. Những câu nói ấy, nào hay là lời di chúc. 3 tháng sau, ngày 25 tháng 3, ông kêu hết mấy người tín đồ tòng vong lại, mà cho hay rằng ông sắp tịch. Vậy khi tịch rồi, thì hãy bó lại bằng 7 miếng tre, rồi chôn mà thôi, đừng sắm hòm rương chi hết. Ông hai thọ được 67 tuổi. Trong lúc tinh thần đầy đủ, không bệnh, chỉ có xưng 2 bàn chân như Đức Phật Thầy Tây An. Tình thầy nghĩa tớ, bơ vơ, trong cảnh xứ lạ quê người. Anh em bổn đạo, chẳng nỡ chôn cất bằng 7 miếng tre, cho nên đồng chịu lỗi với thầy. Rồi cho cô Năm Trà Ban đi ra Cái Răng, nhấc hòm đem về chôn cất. Sau 2 ngày chờ đợi đi mua và sơn hòm, xác thịt ông hai vẫn dịu mềm như người đang ngủ. Trong miệng lại có mùi thơm bay ra ngát cả chung quanh. Khi sửa soạn tẩn liệm, thình lình trong hòm đang để ngoài sân có tiếng nổ lên vang dậy. Ai nấy kinh hồn, mới hay rằng vì cãi lời thầy cho nên mới có điềm bất lành ứng hiện như vậy. Bèn kéo vào trước linh thể ông hai, xin thọ tội mà làm theo lời dặn. Cuộc lễ táng chung cử hành êm thấm tại Trà Ban vào ngày 28 tháng 3 năm Giáp Dần 1914. Sau 3 ngày, ông hai tịch diệt. Xác thịt tuy đã trả về cho đất, nhưng công đức và sự nghiệp của ông hai vẫn còn tồn tại mãi với non sông. Lúc thanh niên, ông khoác mảnh nhung y để bảo trì cương thổ. Khi về già, lại đem đạo giúp đời, cứu độ muôn dân. Ông thật là một bậc quán thế siêu phàm, phát tích tại vùng Thất Sơn trong khoảng đầu thế kỷ thứ 20 vậy. Ngày nay, ngôi chùa Bửu Hương Tự được trùng tu và trở thành đồ sộ uy nghiêm. Cuộc lễ khánh thành ngày 11 tháng 9 1954 chứng tỏ rằng sự nghiệp của ông hai vẫn được người đời hinh hương tưởng niệm. Ông Nguyễn Văn Thới, năm sinh 1866, năm mất 1927. Thế hệ ông Nguyễn Văn Thới, tục gọi là ông Ba Thới, sinh năm Bính Dần 1866, đời vua Tự Đức thứ 19. Thân sinh của ông là ông Nguyễn Văn Đỏ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Buông, sanh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Người trưởng là Nguyễn Văn Chơi, thứ là Nguyễn Văn Thới, tức ông Ba đây. Rồi thứ nữa là Nguyễn Thị Tánh và Nguyễn Thị Kẹo. Khi ông Ba lớn lên, thân sinh của ông cưới bà Nguyễn Thị Thìn cho ông làm vợ. Bà này là con của ông Nguyễn Văn Quá và bà Thị Nhất, người đồng thôn. Về sau, ông bà Ba sanh hạ được 8 người con, nhưng mất từ lúc nhỏ hết 4, nên chỉ còn biết được có 4 là ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Văn Từ và bà Nguyễn Thị Chính. Quê quán ở làng Mỹ Trà, ấp Long Hậu, Tổng Phong Thạnh, quận Cao Lãnh, Sa Đéc. Ông Ba tứ người cao lớn, nước da trắng, râu tóc nhiều, mỗi khi tóc buông ra thì chấm đất có dư. Khi về già râu bạc và dài xuống tới rúng. Tánh tình cương quyết, nóng nảy, thích ngắm kiển xem hoa, thường hút thuốc điếu và một đôi khi cũng có ăn trầu. Hồi nhỏ, ông có học, vừa hiểu biết chữ nho, lúc trưởng thành thì làm nghề thợ mộc, rồi sau lại cũng biết làm thợ chạm. Bởi sống trong một gia đình cần lao kiệm phát, cho nên ông Ba đã quen sự chịu khó nhọc từ buổi thiếu thời. Bình sinh, việc gì ông không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm cho kỳ được, không hề bỏ dở. Mặc dù nóng tính, ông Ba vẫn có được một bộ óc thẩm mỹ cùng đôi bàn tay rất tinh xảo. Phát đạo tâm. Mùa đông năm Bính Ngọ 1906, ông Ba bỗng nhiên phát đạo tâm.
Ông từ giã gia đình rồi thẳng lên vùng núi Sam, vô trại ruộng Thới Sơn, cạnh Thất Sơn, để tầm sư học đạo. Đâu đâu ông cũng nghe người đời ca tụng đạo đức cao siêu của ông hai Trần Văn Nhu. Ông bèn trở xuống Láng Linh để tìm cho tận mặt. Và sau khi biết rõ được giáo lý, ông xin quy y với ông hai. Trở về nhà ăn Tết xong, mùa xuân năm Đinh Mùi 1907, ông ba dời cả gia đình về Láng, cất nhà gần chùa Bửu Hương Tự. Ở đây, ông siêng năng trao dồi hạnh đạo, chất phát làm ăn, được ông hai coi là đại đệ tử. Một ngày nọ, ông bảo bà ba dọn dẹp cho ông một căn phòng sạch sẽ, rồi ở luôn trong đó. Ngót 3 năm dài đăng đẳng, ông ba không đi đâu hết. Thậm chí, sự tắm rửa hay đại tiểu tiện, ông để đêm đến mới đi ra. Chính trong khoảng này, ông cũng viết được 3 quyển Dân Tiên, Thiện Từ, Cổ Giảng Kim La, mà ngày nay nhiều người vẫn còn biết. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Tết năm nào không nhớ, ông ba ra khỏi buồng. Trước khi đến giếng ông hai, ông ba sắm một bộ khay hộp. Trong có để 3 trái ớt hiểm và ở trên có để 3 cây roi. Rồi mới bưng vào trước mặt ông hai mà quỳ xuống thọ tội. Vì lẽ 3 năm qua, ông không làm tròn hiếu nghĩa đối với thầy. Lúc ấy, ông hai miễn tội. Ông ba cảm động lắm, ngâm lên 2 câu nam. Nghiêng vai lãnh bức tờ mây, trung dương thổ giả thầy ở lại. Từ đây ông ba rất sáng suốt, thấu được lẽ diệu quyền của Phật Pháp. Ông có một bổn phận quan trọng đối với nhà chùa. Bửu Hương Tự bị bao vây. Vì có sự tị hiềm của Nguyễn Văn Phẩm nên chùa Bửu Hương Tự bị nhà cầm quyền Pháp bao vây. Ngày 21 tháng 2 năm Quý Sửu 1913. Lúc ấy, tuy ông ba thoát khỏi được, nhưng ông hai thì phải siêu là khổ sở. Còn con trưởng của ông là Nguyễn Văn Tuấn lại bị bắt cùng một lượt với 56 người đồng đạo đến cúng chùa. Thấy tình đời đen bạc, giả lại đứng trước cảnh sư đệ rã rời, phụ tử chia ly, nên 3 hôm sau, ngày 24 tháng 2 năm 1913, vào giờ ngọ, ông ba dùng dao cạo cắt họng để tự sát. Vết thương đứt tới phân nửa cuống họng, nhưng ông không chết. Người nhà hốt hoảng, chiều tối lại chở ông lên nhà thương Châu Đốc để điều trị. Nơi đây, người ta thấy tóc ông đanh nhiều nên cắt đi cho gọn rồi băng bó thuốc men. Nhưng ông quyết định không dùng một món chi của người Pháp. Ông cự tuyệt và gỡ bỏ hết. Độ vài tháng sau, liệu bệnh tình ông ba không thể chữa được, lương y cho đem bỏ ông ra nhà xác. Ông trốn được ra ngoài rồi nhờ người nhà chở về. Từ ấy, vết thương của ông ba mỗi ngày một giảm lần, mặc dầu cuống họng chưa lành, mỗi khi ăn uống đều phải dùng khăn bó rịt lại cho khỏi rớt vật ăn ra. Tinh thần ông ba vẫn tỉnh táo sáng suốt như thường. Thầy chùa Bửu Hương Tự bị Pháp nghi nan dò xét mãi, và liệu ở đây không yên được, nên vào khoảng tháng 7 năm Giáp Dần 1914, ông ba dời về nhà Doi, Lộ Lỡ, làng Kiến An, Tổng Định Hòa, Long Xuyên, giả dạng người thường ruộng rẫy làm ăn cho qua ngày. Hồi này người ta có thấy ông ba lên xuống nhà thờ Cù Lao Viên 3 lần để tiếp xúc với vị linh mục nơi đây và nhờ can thiệp với nhà cầm quyền Châu Đốc đặng minh oan cho công việc của thầy mình, tức ông Hai Nhu, và anh em đồng đạo đã bị tên Phẩm vu cáo. Nhưng việc ấy, nhà cầm quyền Pháp ở Châu Đốc làm lơ. Ông ba dưới chuỗi ngày tàn.
tình thầy nợ nước, mênh mang bao mối cảm hoài, khiến tâm hồn ông ba trong chuỗi ngày tàn hầu như tan nát. Ông ký thác lòng mình vào những quyển Ngồi Buồn, Kiển Tiên, Kim Cổ Kỳ Quan, Cáo Thị, Tứ Đại và Thừa Nhàn, mà ngày nay mỗi khi đọc qua, ta cảm thấy ngập tràn bao nỗi bi thương ưu ái. Dưới đây là một ít lời lẽ về tâm trạng của ông ba hồi ấy. Đêm năm canh thổn thức chẳng yên, ngày sáu khắc sầu riêng mối đạo, tượng ái quốc cơ đồ sáng tạo, nhìn lê dân cường bạo đa đoan. Chúa mỏi lòng, Chúa nghĩ thân an, tôi mệt dạ còn mang nạn cả. Thời quân nhược quả kia báo quả, thế thần cường dày giả trung can. Hay là bước chân ra đối lại nước nhà, chim xanh dở ổ rừng già thiết tha. Ai đi nỡ chẳng tưởng quốc gia ngây thảo, giả nào dòng tam bảo giáo truyền. Thầy ôi, nước nghiêng nghèo giận khiến đảo điên, phân ly viễn sầu tuôn đoạn đoạn. Ngoài việc sáng tác những tác phẩm kể trên ra, ông ba còn đương một tấm Thành Vọng, tức Mặc Khải, chính giữa có ba chữ Triện, Quốc ở hàng trên và Thần Vọng Sư ở hàng dưới, dựng ngay trước bàn thờ để biểu lộ tấm lòng ưu ái gian sơn thầy tổ. Tấm Thành Vọng này ngày nay còn thấy tại nhà con ông ở Láng Linh. Sau 14 năm, kể từ khi chùa Bửu Hương Tự bị bao vây, vết thương nơi cổ ông ba vẫn chưa lành hẳn, nó gom lại bằng múc chìa vôi, nhưng trong mình ông vẫn mạnh. Một đêm kia, ông ba kêu người nhà mà hỏi thăm giờ. Người nhà cho biết là 10 giờ đêm. Ông bảo, bây giờ đến 5 giờ sáng thì còn lâu quá. Thế là đúng 5 giờ sáng giờ Dần, ngày mùng 9 tháng 4 năm Bính Dần 1927, ông ba tịch. Lúc ấy, ông hưởng thọ vừa đúng 61 tuổi. Sau khi đã để lại cho đời 9 văn phẩm kiệt tác về đạo đức lẫn văn chương và một tấm gương tiết tháo kiên trinh bất hoại. Hiện giờ mộ phần của ông ba còn tại Doai Lộ Lỡ, được bồi đắp và có người săn sóc cẩn thận. Tại nền nhà cũ của ông cũng ở Lộ Lỡ gần ngôi mộ, có dựng lên một cái đền thờ rộng lớn, uy nghi. Hàng năm đến ngày mùng 9 tháng 4 thì có hội, bá tánh thập phương đến chiêm bái rất đông. Ngoài các bậc siêu phàm trong vùng Thất Sơn mà chúng tôi đã chép trên đây, còn có nhiều vị khác nữa như bà Hai Mung, nghĩa tử của Đức Phật Thầy Tây An, có tài trị bệnh và nuôi con. Mộ phần nay còn ở sau Phước Điền Tự. Ông Đạo Sang lấy cốt trầu phun ra mà chữa bệnh và có lắm thần thông. Ở đình ngã ba cái dầu Châu Đốc, ông Đạo Thạch tịch ở đình Thạnh Mỹ, khi tịch có hào quang. Ông Sáu Bình, đệ tử của ông Hai Nhu, có phép đốt chân cháy thành than rồi đạp vào chỗ đau của người bệnh, vân vân. Nhưng chúng tôi chưa tìm ra được tài liệu chính xác. Chúng tôi đã và đang còn sưu tầm thêm nữa để cho tiểu sử của các bậc siêu phàm quanh miền rừng núi linh thiêng này mỗi ngày càng thêm đầy đủ. Vậy ở đây, chúng tôi xin hẹn lại một kỳ tái bản sau.